Đêm nhạc của Hà Anh Tuấn vào đề thi toán ở Ninh Bình, khán Hà Anh Tuấn lại một phen tự hào về thần tượng. Mới đây, trong đề thi môn toán, kỳ thi khảo sát và đánh giá chất lượng giáo dục lớp 9, thực hiện chính sách của tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một câu hỏi về live concert chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn vừa diễn ra vào tháng 2 vừa rồi. Cụ thể, câu hỏi như sau, chương trình ca nhạc chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn tổ chức tại Ninh Bình vào tháng 2 năm 2023 có 5 hạng vé. Trong đó, hai hạng vé có giá thấp nhất là Sinrod và Mastery. Nếu bán hết 500 vé Sinrod và 1.000 vé Mastery, thì số tiền thu về là 1,9 tỷ đồng. Nếu bán hết 1.000 vé Sinrod và 1.500 vé Mastery, thì số tiền thu về là 3,3 tỷ đồng. Tính giá vé Sinrod và giá vé Mastery. Live concert chân trời rực rỡ có sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc Kitaro đồng hành cùng Hà Anh Tuấn. Hai đêm nhạc thu hút xấp xỉ 20.000 khán giả, trở thành một ngày hội văn hóa, nghệ thuật lớn nói chung của cả tỉnh Ninh Bình. Chính vì thế, việc đêm nhạc được đưa vào đề thi toán của tỉnh Ninh Bình cũng là điều không mấy khó hiểu. Vừa dưới phần bình luận, người hâm mộ không khỏi thích thú khi thấy sự ảnh hưởng của thần tượng này lại càng được lan tỏa theo cách thú vị như thế này. Rất nhiều netizen cũng vui mừng vì các thầy cô giáo đã lấy ví dụ vô cùng gần gũi, trực quan cho một đề toán. Còn phán Hà Anh Tuấn thì lại đùa rằng bài toán này không cần giải cũng biết kết quả vì họ đã thuộc nằm lòng. Giá các hạng vé chân trời rực rỡ trong hành trình săn vé đầy gian nan. Ngày càng tự hào khi được làm phán của Hà Anh Tuấn. Hề hề khỏi giải đi, nhớ rõ giá từng hạng vé luôn rồi. Thầy cô ở Ninh Bình đáng yêu thế.